đội tuyển Việt Nam đã sớm dừng bước ở Asian Cup 2023 sau thất bại trước Indonesia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử những chiến binh sao vàng phải dừng bước sớm thế vậy ở các kỳ Asian Cup. Đình Bắc bị chấn thương không thể ra sân trong trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia. Sau đó Tuấn Hải, Văn Tùng cũng rời sân vì chấn thương. Trong lúc đội tuyển Việt Nam đã thu một bàn từ chấm phạt đền do trung vệ Thanh Bình ngớ ngẩn kéo áo đối thủ, những nỗ lực chỉ đạo của ông Châu Siê ngoài đường pitch và cố gắng hết mình của học trò vẫn không thể có bàn thắng để san bằng cách biệt. Rất nhiều cầu thủ Việt Nam đổ gục xuống sân đau đớn, nực nghẹn sau chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp trước Indonesia, lại thua trong một trận cầu không thể thua ở Asian Cup. Ông thầy người Pháp đứng ngơ ngác như chờ chồng và thất vọng cùng cực vì kết quả không như ý. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam không khỏe, không chơi hay như từng bắt đối thủ lớn Nhật Bản phải rượt đuổi. Hoàng đã buộc Iraq phải hồi hộp cho đến giây cuối cùng mới có bàn thắng ở trận đấu vòng loại World Cup 2026. Ở trận đấu với Iraq, dù chỉ mang ý nghĩa thủ tục, nhưng các cổ động viên đều mong muốn chúng ta có một điểm mang về. Nhưng tấm thẻ đỏ của Khuất Văn Khang đã khiến các lợi thế thu về trở nên vô nghĩa. Tóm lại, đây là chiến dịch Asian Cup tệ hại hàng đầu trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta không có điểm nào ra về, thủng lưới 8 lần và ghi được 4 bàn. Không thể phủ nhận những cố gắng của các cầu thủ, nhưng nói gì thì nói, thua là thua và huấn luyện viên Châu Siê với tư cách là huấn luyện viên trưởng phải nhận các chỉ trích là logic thường thấy trong bóng đá. Thậm chí, số lượng người đòi sa thải ông có lẽ đến cả triệu. Ngay cả báo chí Trung Quốc cũng tin rằng huấn luyện viên Châu Siê rất có nguy cơ bị sa thải sau khoảng gần một năm kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên đầu tiên bị sa thải ở Asian Cup 2023 lộ diện. Cựu huấn luyện viên từng làm việc ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc gây thất vọng khi thua 7 trên 8 trận gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh kết quả trận đấu với Indonesia gây thất vọng lớn với người mộ Việt Nam. Trước đó, Indonesia từng trải qua 6 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Giờ đây đội bóng xứ vạn đảo đã phá vỡ lời nguyền. Đội tuyển Việt Nam thực sự bối rối, huấn luyện viên Châu Siê cũng mất dần niềm tin từ người hâm mộ. Huấn luyện viên đầu tiên có thể bị sa thải ở Asian Cup 2023 đã lộ diện. Ông để thua 7 trên 8 trận đấu gần nhất cùng đội tuyển Việt Nam. Xong, Liên đoàn bóng đá VFF vẫn đặt niềm tin vào người mà mình đã chọn. Sát cánh của đội tuyển tại Qatar, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú và Tổng Thư ký VFF, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2023, Dương Nghiệp Khôi cũng động viên, khích lệ tinh thần huấn luyện viên trưởng Philippe Châu Siê, các thành viên ban huấn luyện và toàn đội. Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi khẳng định, VFF luôn đồng hành cùng đội tuyển và tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi nhất để đội tuyển hướng tới mục tiêu phía trước. Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi khẳng định, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đánh mất niềm tin vào huấn luyện viên Châu Siê dù thất bại ở Asian Cup 2023. Muốn vươn lên châu lục, bắt buộc phải có tính kiên nhẫn. Tôi làm nghề đã 40 năm và nhận ra để nhìn thấy vinh quang hay huy chương vàng chưa bao giờ dễ dàng. Về hợp đồng, VFF không tiết lộ chi tiết nhưng khẳng định có ghi rõ thời hạn và trách nhiệm cho huấn luyện viên Châu Siê. Chúng tôi kiên nhẫn nhưng chỉ khi hoàn thành mục tiêu chính thì mới tiếp tục hợp đồng, ông Khôi nói. Đồng thời nhấn mạnh lại quan điểm rằng bóng đá Đông Nam Á thuộc vùng trũng, cần nhiều nỗ lực hơn bình thường. Vì vậy VFF vẫn đặt niềm tin và dành thêm thời gian cho huấn luyện viên người Pháp. Vậy tại sao VFF lại cố sống cố chết bảo vệ huấn luyện viên Châu Siê đến vậy, dù rằng dư luận đang tẩy chay nhà cầm quân này kịch liệt? Cách đây 24 năm, ông thầy người Pháp khi còn dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản đá các giải quốc tế cũng bị chỉ trích nhiều vì thói quen sử dụng cầu thủ trẻ để tính xa cho tương lai. Huấn luyện viên Châu Siê thậm chí còn không sử dụng một ngôi sao công thần vì chưa phù hợp với ý đồ chiến thuật của mình ở thời điểm đó. Chỉ đến khi thầy trò huấn luyện viên Châu Siê vô địch Asian Cup 2000 và 2 năm sau, Nhật Bản vào vòng knockout ở World Cup 2002 thì người ta mới cảm thấy có lỗi khi cho nặng lời với ông. Dĩ nhiên bóng đá cũng cần có nhiều yếu tố may mắn, mà tại Asian Cup 2004, ông Châu Siê đã không may khi sau 7 tháng dẫn dắt Qatar đã bị sa thải vì sẩy chân trong trận thua Indonesia ở vòng bảng. Ngược lại, huấn luyện viên Park Hang-seo 5 năm trước dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đã thua 2 trận đấu Asian Cup, rồi thắng trận đấu cuối trước đối thủ đã đủ điểm và chắc chắn đứng nhất bảng để lấy suất vé vớt đi tiếp. Huấn luyện viên Châu Siê trước khi sang Qatar đã rơi vào trường hợp mà chưa huấn luyện viên tiền nhiệm nào vấp phải. Đó là việc ông mất đến 9 cầu thủ do chấn thương. Rồi đến lượt trận thứ hai thì hai cầu thủ ghi bàn với lưới đội tuyển Nhật Bản ở lượt trận đầu cũng chấn thương, một phải nghỉ và một chỉ gắng gượng được một hiệp. Tiếp theo, hãy nói đến vấn đề chất lượng cầu thủ. Nếu đem so sánh lứa này với thế hệ 2018-2019, đúng là kịch cỡm. Khi ấy, Quang Hải sở hữu phong độ của cầu thủ hay nhất lịch sử Việt Nam. Công Phượng là một siêu dự bị rất ổn cho lão tướng Anh Đức dày dặn kinh nghiệm.
Văn Đức mắn bàn thắng, Đinh Trọng là hậu vệ quá xuất sắc. Trọng Hoàng và Văn Hậu thì khỏi nói rồi, vừa thiện chiến khi phòng ngự, vừa tấn công tốt. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất giỏi, nhưng có bột mới gột nên hồ. Nhìn đội hình nát của đội tuyển Việt Nam lúc này thì Pep Guardiola chắc cũng chạy mất dép. Một vấn đề hay được các cổ động viên nói, đó là huấn luyện viên Chelsea phá di sản của thầy Park và thích chơi nổi bằng cách không triệu tập các công thần cũ dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Có lẽ điều này không đúng lắm, trừ trường hợp của Hùng Dũng là rất khó hiểu ở lượt trận gặp Indonesia. Còn lại những Văn Tùng, Văn Trường, Quang Hải, Tuấn Anh, Việt Anh, Văn Toàn hay thậm chí cả Thanh Bình cũng là quần của ông Park Hang-seo chứ đâu. Trong khi đó, nhiều người còn chưa chịu hiểu rằng Hoàng Đức chấn thương, Quế Ngọc Hải chấn thương, Văn Hậu chấn thương, Văn Lâm chấn thương, Duy Mạnh mới bình phục chưa lấy lại thể lực. Công Phượng thì cả năm ở Nhật ra sân được đúng 6 giây. Thế thì ai mà dám gọi những cầu thủ ấy vào danh sách thi đấu? Đừng quên rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng để Đinh Trọng tiêm thuốc giảm đau để ra sân tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Và sau đó, Đinh Trọng tái phát chấn thương dây chằng, mất phong độ đến tận bây giờ. Tiếp theo, bóng đá hiện đại đặt yếu tố thể hình, thể lực lên hàng đầu và đẳng cấp của đội tuyển quốc gia, nên bóng đá của đất nước đó dựa trên chất lượng giải vô địch quốc gia. Nên nhớ rằng mùa giải V-League 2023-24 mới chỉ trôi qua được 8 vòng đấu, nhưng hàng loạt tuyển thủ nòng cốt của đội tuyển Việt Nam đã bị chấn thương, không thể thi đấu. Một trong những nguyên nhân sâu xa hơn nữa cho thấy thất bại của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường Asian Cup 2024 lần này là bóng đá Việt Nam có quá ít đội bóng, cũng quá ít lò đào tạo cầu thủ tốt. Từ đó có ít cầu thủ tốt để tuyển chọn, huấn luyện. Đặc biệt, công tác về y tế, thể thao, giáo dục thể chất đang là một vấn đề chưa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như các câu lạc bộ quan tâm đúng mức. Hiện nay, theo mô hình câu lạc bộ chuyên nghiệp của AFC, tất cả các câu lạc bộ Việt Nam đều phải có huấn luyện viên thể lực cấp độ 2. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ một khoa học nào tại Việt Nam cho các huấn luyện viên thể lực tại Việt Nam ở cấp độ 2, cũng như chưa có bất kỳ một huấn luyện viên người Việt Nam nào đủ chỉ tiêu đăng ký huấn luyện viên thể lực. Phần lớn các câu lạc bộ tại Việt Nam chưa có huấn luyện viên thể lực hoặc phải thuê chuyên gia nước ngoài. Dừng bước tại Asian Cup 2024, bóng đá Việt Nam vẫn có những mục tiêu quan trọng phía trước là vòng chung kết U23 châu Á và vòng loại World Cup 2026. Chắc chắn chúng ta sẽ văng khỏi top 100 bảng xếp hạng FIFA. Giờ đây, khoan mơ đến giấc mơ World Cup, bóng đá Việt Nam cần xác định rõ vị trí của mình. Chúng ta chưa thể trội hơn Thái Lan và Indonesia. Xen về cả sự chú trọng cho công tác đào tạo trẻ, chăm bẵm tài năng đến cách xây dựng giải vô địch quốc gia. Cuối cùng, ai cũng đòi sa thải huấn luyện viên Chelsea, nhưng có ai dám donate, quyên góp cho VFF trả tiền bồi thường hay không? Hợp đồng 3 năm, nếu bây giờ mà chấm dứt, chỉ cần đền bù 1 năm thôi là VFF bay ngay gần 15 tỷ. Nói tóm lại, có quá nhiều lý do để VFF sống chết bảo vệ và tiếp tục tin huấn luyện viên Chelsea.